A Di Đà Phật, con chào sư cô. Dạ, A Di Đà Phật. Trời ơi, nãy giờ con tìm sư cô quá trời luôn. Sao sư cô không có chùa mà tự nhiên ra đây vậy sư cô? Tại vì ra đây hứng mát, gần biển, mát mẻ. Quá trời luôn, cái gì mà đẹp quá vậy nè sư cô ha. Đây, cái này là cái những cái poster là chuẩn bị tuần sau đại nhạc hội rồi. Cái chương trình của mình là ngày nào tổ chức sư cô hả? Ngày 19 tháng 11, lúc 6 giờ tối đến 11 giờ hơn. À, nhạc hội Dạ Vũ gây quỹ mua hoa xây dựng Tam Bảo Chùa Hương Sen vào lúc 6 giờ tối đến 11 giờ 30 tối Chủ nhật ngày 19 tháng 11, 2023. Đây là cái địa điểm nào mà có vẻ lạ vậy sư cô? À, địa điểm cái hoa mà Phật tử biết nhiều. Ồ, vậy? Về cái hoa đó, dạ. Cuban Civic, phải không? Civic, dạ. Ở sư cô, chương trình mình là có ai vậy sư cô ha? Dạ, có MC Diệt Thảo nè, ca sĩ Ngọc Ngữ, rồi ca sĩ Ngọc Hà, rồi ca sĩ Mỹ Hằng và ban nhạc Anh Dương. Wow, rất là nhiều nhân vật nổi tiếng. Hy vọng là chương trình của mình sẽ rất là thành công. Sư cô nhìn cũng bé. Sư cô, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào sư cô. Thơm, chào anh Tấn. A Di Đà Phật, khỏe không chị? Gặp khỏe. Rất là đủ duyên. A Di Đà Phật, con kiếm sư cô từ bữa giờ. Rồi. À, kiếm gì đây? Ví dụ vé số sao sư cô? Thì xong rồi, hôm nay vận tải nó rất là trễ cho nên bây giờ có thì em cùng với Phật tử hép sư cô là mình gửi các tiệm nail. Trời ơi, mới kịp. Thì đó, lần này qua đây con cũng giống như chị Ngọc Thiện nè, tại vì nghe một số anh chị có nói là cái vé số ra mà gấp quá. Mà không biết là bây giờ nếu mà kêu sư cô đi giao giống như lần trước á, thì nó cũng sẽ hơi là cực cho sư cô. Với lại mình cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Mà sư cô cứ đến mỗi một cái nơi để mà giao vé, có khi cả mất một ngày mà chỉ được một hai chỗ. Bây giờ mình phải có cái cách nào để mà mang cái vé này đến cho mọi người càng sớm càng tốt, mà cách nào nhanh nhất sư cô ha? Cách là em Ngọc Thiện đi gửi bạn bè 10 tờ, 20 tờ như vậy đó, thì nói là chừng vài ngày thôi là mình phải gom. Những người ở xa nếu mà mình không đi tới thì sư cô làm sao? Thì sư cô định là những người đi xa hoặc cái xuyên bang đó này, là sư cô sẽ chụp cái số này, hoặc là cô in ra từ số 1 đến số 4.000. Thì quý Phật tử mình mua cái số nào đó thì sư cô sẽ chụp hình gửi qua, thì gửi cái gel qua cho sư cô. Yeah. Wow. Có nghĩa là nếu mà bạn con ở bên Atlanta, đúng không? Là nó mua. Bạn con mua là ví dụ như muốn mua số. Cái vé này thì là sư cô đọc cái số. À, đọc cái là số. Là như cô giữ cái này, còn cái cùi dưới là mình bỏ vô sổ. Bỏ vô sổ. Rồi cô giữ cái này lại cho cái người đó, cô ghi tên vô đây. Khi mà tới cái ngày chương trình á thì sẽ là sổ số. Và người nào trúng thì sẽ được hiển thị ở trên cái trang Facebook của sư cô, đúng không ạ? MC Diệt Thảo sẽ đọc điện cái số phone đó luôn. Nếu mà họ bắt máy thì cho đúng họ biết luôn. Là có nghĩa là ghi tên cái người đó với số điện thoại đây, điện để thẳng cái ta, lúc đó luôn. Là người ta sẽ biết, còn trừ khi những người nào không bắt phone thì để lãnh sao. Vậy thì rất là minh bạch không thưa quý vị? Luôn. Dạ. Gọi trong cái lúc luôn. Mà mình bốc thăm á thì cái tên của người nào thì MC Việt Thảo sẽ alo luôn cái người đó. Có nghĩa là nếu như quý vị đang ở ở Atlanta, ở New York hay thậm chí cả ở Việt Nam luôn hết sức luôn ha. Ủa vậy là Việt Nam mình cũng vẫn có thể ủng hộ nha. Mà một cái vé này mình là có 10 đồng hả sư cô? 10 đô để mà 10 đô là mình đóng góp á là ít nhất 10 đô. À đây là Ngọc Thiện. Bây giờ mình thử tính coi nếu mà 10 đô một cái mà 4.000 vé thì là được bao nhiêu, mà có đủ tiền để sư cô trả tiền hoa không? Chưa đủ, nhưng mà cái đó cũng như là mình ủng hộ cho ủng sư hộ cô. Có cái vui rồi. Cái niềm vui thôi. Niềm vui trúng thưởng vậy đó. Dạ, thưa quý vị, thật ra thì nói là nói vui như vậy, nhưng mà với tới tháng 12 đúng không sư cô? Ngày bao nhiêu tháng 12? Ngày 20 tháng 12. Vâng, thưa quý vị, như vậy là ngày 20 tháng 12 bằng mọi giá sư cô phải có 300.000 Mỹ Kim để có thể giao cho họ, để mình có thể mình mang cái kho về để có nơi để cho quý vị tu tập, đúng không? Nói là mấy ngàn vé này như vậy thôi chứ cũng khó khăn để mà có thể bán được hết. Mong rằng là tất cả quý vị Phật tử chúng ta cùng chung tay để ủng hộ. Chúng ta chỉ bớt một ly trà sữa, nhịn một ly cà phê Starbucks là có thể góp chung một bàn tay để có thể xây dựng nên ngôi Tam Bảo sớm thành tự sư cô ha. Sư cô cũng ước nguyện từ lâu rồi. Từ lâu rồi cũng có ngôi Tam Bảo đầy đủ. Thành ra sư cô muốn ở đây có một cái ngôi chùa, tại vì Điêu Phật Ích Trì này chưa có ngôi chùa nào, trong khi sư cô từ Thêm Ba đến đây để tạm trên cái mobile home thôi.
chứ sư cô chưa được có mở được cái chùa, cho nên sư cô muốn là Phật tử có một cái nơi để sinh hoạt tu tập hàng tuần. Home is where love is. Ngôi nhà là điểm tựa của tình thương. Xin cảm ơn Paramount Realty and Associates đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phật sự lần này.